Trúc Trương và Thông Trần đây quý vị, trở lại với chương trình Tâm sự Địa ốc của chúng tôi. Hôm nay Trúc Trương và Thông Trần sẽ giới thiệu đến quý vị một cái new listing tại thành phố Westminster quý vị, với giá bán là 1.680.000. Nhà này rộng khoảng 2.900 square feet, cái lot size khoảng 6.000 square feet, xây năm 1969. Nhà có 5 phòng ngủ, 3 phòng rưỡi tắm, nhà 2 tầng đã hoàn toàn upgrade rồi quý vị nha. Như Trúc Trương đứng phía trước đây là một căn nhà rất là đồ sộ, cái quý vị thấy cái trần nhà quá cao luôn đúng không? Phía ngoài ở đây đừng nói là khi mình vô bên trong là rất là thoáng luôn. Thì cái gara là cái hình chữ L đây quý vị nha. Thấy cái hướng này, gara rồi cái đây ở trai quê rất là rộng, quý vị cũng có thể chạy vô trong đó, cái cổng rào đó à, chạy cái AV vô cũng được nữa quý vị. Như phía trước cái landscape nó đơn giản lắm quý vị, chỉ là một bãi cỏ rồi điểm vài cái dãy hoa hồng ở bên ven tường đó quý vị ha. Rồi nằm trong một cái khu phố nè, rất là yên tĩnh quý vị thấy không? Đường xá yên lặng mà ít có ai parking ở dưới đường nữa quý vị, cái khu rất là yên. Xung quanh là nhà hàng xóm quý vị thấy toàn là nhà 2 tầng không quý vị? Không, nhà cao rất là đồ sộ ở trong cái khu phố này. Thì ngay cái căn nhà này á, nó nằm ngay cái khu mà quý vị biết trên đường Golden West sẽ vậy, góc McFadden đó quý vị, không cách khu Lido Sài Gòn chạy xuống chỉ có chừng 10 phút lái xe là xuống cái khu Phước Lộc Thọ rồi. Bây giờ cùng Trúc Trương và Thông Trần nha quý vị, đi vào bên trong để mình khám phá một cái new listing tại thành phố Westminster, một thành phố mệnh danh là người Việt Nam mình ở đây rất là nhiều nha quý vị ha. Mình chỉ bước lên một cái step nhỏ nhỏ thôi. Ở đây là một cái double door nè. Bây giờ Trúc Trương thấy cái kiểu mới bây giờ họ hay dùng những màu gỗ tự nhiên như thế này nha. Trương và Thông Trần vừa bước vô bên trong cái căn nhà quý vị, thì Trúc Trương thấy cái floor bây giờ là khỏi nói rồi, lúc nào người ta cũng dùng cái dạng vinyl mới đó quý vị. Nhưng cái màu giống như cái màu gỗ của cánh cửa hồi nãy đó quý vị ha. Đứng ở chính giữa đây để quý vị có thể mường tượng được là Trúc Trương sẽ đi bắt đầu từ đâu. Bên đây là cái phòng living room, bên đây là cái phòng family room. Đằng sau là cái cầu thang đi lên tất cả các phòng ngủ đúng không? Thì trước tiên vừa bước vô bên đây thì Trúc Trương thấy có một cái hát bát ngay ở bên tay phải, nếu như từ cửa trước bước vô nha quý vị nha. Ngay đây là cái hát bát nè quý vị đó. Chỉ có một cái sinh thôi. Ngay cái cửa trước đó quý vị thấy ở bên hướng bên đây nè. Ngoài cái tủ, cái closet để mình đựng áo khoác, giày dép đó ha. Rồi kế bên là cái một cái hát bát để cho khách sử dụng ở dưới tầng dưới đó quý vị ha. Nó là cái hát bát chứ cũng rộng rãi lắm quý vị. Họ thấy không, họ đã làm hết từ những cái chi tiết nhỏ luôn quý vị thấy ha. Mà màu cái sơn chủ đạo của căn nhà này là Trúc thấy màu trắng màu đen, chỉ điểm vài cái cánh cửa là cái màu gỗ thôi.
ha, gỗ vàng vàng thôi ha. Thì bây giờ cùng chúc Trương trở lại phía giữa đây của căn nhà, thì mình bắt đầu đi xuống cái living room, một cái phòng khách, thì mình chỉ bước một cái step thôi ha, bước một cái step không có có nhiều lắm đâu, không cao đâu, chỉ một cái step vẫn là an toàn cho các bác lớn tuổi hay các em nhỏ nha. Ngay đây là cái phòng khách nè, đó, cái phòng khách ở đây nguyên cái cửa sổ lớn như thế này để mình nhìn ra sân trước cũng như neighbor ở cái bên cái nhà hàng xóm của mình ha. Đây để nguyên một cái bộ sofa nè, họ trang trí cho mình sẵn đây, cây kiển đồ, nhìn rất là mắt mắt đúng không? Đó, một cái không gian khá rộng rãi để tiếp khách, những khách quý tới nhà chơi thì người ta ngồi ở đây cũng thấy thoải mái lắm, phải không? Mà nó không có phải bị ồn ào, tại vì đã có cái family room bên kia rồi, khách cứ việc mà yên tĩnh tâm sự với nhau ở trong cái căn phòng này ha. Thì ngay chỗ căn phòng, cái living room này, nó có một cái phòng ăn, một cái không gian mở ở đây, nối qua là cái phòng ăn ngay chỗ này, cái dining area, dining room ngay chỗ này nha. Như cái chỗ này người ta trang trí một cái bàn ăn tới 6 ghế, nhưng mà cái bàn trò, nếu như quý vị muốn cho nó gọn gàng thì thường mình dùng bàn vuông hay bàn hình chữ nhật, nó gọn hơn đúng không? Đó thì mình dùng cũng được nữa, tùy mình. Nhưng tại vì cái không gian này nó rộng thì mình muốn để 6 ghế, 8 ghế gì cũng không sao cả, đúng không? Ngay cái chỗ này. Rồi, từ cái phòng ăn đó có hai cái cánh cửa mà sliding door đó, mình sẽ mở mình đi ra cái sân sau đúng không? Như ví dụ nếu mình muốn làm màn, làm đồ, cái nhà này họ upgrade rồi, nhưng màn cửa thì mình phải về mình tự lo theo cái ý của mình nha quý vị. Qua đây, cùng với Trương qua bước qua bên đây, rời khỏi cái phòng ăn đó đi ha. Thì qua đây là một cái không gian của sặc mùi đồ ăn quý vị. Đó là một cái bếp, một cái kitchen, họ đã làm hết cái mặt đá nè, countertop đây, mặt đá rất là đẹp đúng không, màu trắng, nó rất match với lại cái tủ nè, cái tủ trắng nè, cái cabinet ha. Rồi họ làm một cái single sink thôi, nhưng mà bằng cái dạng sành sứ đó quý vị ha, chứ không phải là stainless steel đúng không. Nhưng mà có được một cái là cái cánh cửa sổ của ngay cái sink này nó rộng, mà mình có thể mở ra, mở vô để cho cái gió mát vào bên trong. Rồi họ thay luôn cả cái máy rửa chén mới nè quý vị ha, máy rửa chén. Ở đây cái built-in microwave ở dưới đây, đó, ngay chỗ này, ngay đây ha. Tủ lạnh cũng vậy, tủ lạnh là một cái size double door, hai cái cánh cửa kéo ra. Bếp mới hoàn toàn, coi như cái kitchen là mới hoàn toàn, đúng không? Máy hút luôn, quý vị thấy không nè, ha, cái bếp này là 5 lò nè quý vị, bếp ga, ha, bếp ga. Tủ nhiều lắm luôn, tủ rất là nhiều. Ở trần thì, ở trên trần thì chúc Trương thấy họ làm thì set line hết rồi, đó. Thấy không, thì set line sát luôn. Mà nhà này cửa sổ quá trời luôn, từ đằng ở đây một cái vách thôi là ba cái cửa sổ lớn rồi đúng không? Hai cái sliding door, nguyên một cái dãy cửa sổ đây rất là lớn. Ngay chỗ cái kitchen này, lại bước qua bên đây là một cái thế giới của gia đình, là một cái family room, một cái phòng gia đình đó quý vị. Có tivi ở bên phòng khách thì mình không nên để tivi ồn ào mình tiếp khách ha. Ở đây là cái phòng của gia đình nè, phòng giống như là mình để một cái bộ home theater, một cái dàn máy karaoke, một cái tivi gì đó. Thì ở đây là cái không gian của gia đình mình, nó yên tĩnh hơn, không có quấy rầy những khách hàng, những người khách tới viếng thăm. Thì ở đây cái fireplace họ vẫn giữ lại, nhưng họ điểm những cái chi tiết detail này cho nó đẹp lên. Nếu như mấy quý vị không thích ở đây thì mình dẹp bỏ cái chỗ này, mình làm cái những cái lò sưởi mà kiểu dạng điện đó quý vị ha, bây giờ nó đẹp hơn, nó mình che đậy nó lại hết thì đỡ chiếm chỗ ngay chỗ cái gạch này, quý vị thấy cái gạch như thế này ha. Đó, nhưng mà cái này họ vẫn giữ cái nét cũ, nhưng mà họ chi tiết thêm những cái modern, những trang trí thêm cái xung quanh của cái này. Thì ở đây lại thêm cửa sổ, quý vị thấy không, rất là đẹp. Và đặc điểm kế tiếp của cái living room này thì họ làm thêm một cái bar rượu ngay chỗ này ha, là có cái cooler, built-in cái cooler trong đây, cái bar rượu ở chỗ này đó, mình trang trí ở đây. Hay hoặc mình không thích cái bar rượu thì mình có thể trưng đồ, decorate, hay hoặc là sách vở, hay là trang trí một cái gì cho nó đẹp, tùy mình. Nhưng ở đây họ đã build thành một cái bar rượu thì mình về mình sử dụng tiếp tục thôi nha.
thì ngay chỗ cái phòng Lý Vinh Room này luôn, đi ra bên đây Tổ Trương thấy có cái một cái phòng nhỏ nhỏ, thì đây đó là một cái laundry room quý vị, laundry để đi ra cái ngoài gara luôn. Cái laundry ở đây có thêm kệ tủ nha, có thêm kệ tủ. Thì ngay cái laundry này họ đưa có hệ thống hút cấp máy giặt máy sấy, có cái gara ở đây, thấy không? Đây cái gara, đây cái gara hai chỗ đậu xe, có tủ kệ sẵn sàng hết rồi. Ở ngoài đây cái sàn thì họ đã lót gạch rồi, có qua đời hy đời ở ngoài đây nè quý vị, qua đời hy đời ở ngoài đây ha. Đó quý vị thấy không? Rồi đó, ở ngoài cái đây cũng có cái cửa sổ ở đây nữa quý vị, cửa sổ cái gara cho nó thoáng đúng không? Thì không biết làm sao đi quay một cái gara xe nhà nào cũng vậy, hay có những cái chiếc xe rất là đẹp quý vị. Chiếc Porsche này quý vị nhìn thấy đẹp không? Thấy còn chiến lắm nha, mới tanh luôn. Nè, không, để chút coi, không có một chút bụi luôn quý vị, không biết là phải staging hay không. Nhưng mà thấy bóng loáng luôn quý vị. Rất là lý tưởng đi xem nhà, được xem xe mắc tiền nữa quý vị nha. Thì giờ cùng chúc Trương và Thông Trần đi vào bên trong nha. Bây giờ mình rời khỏi cái gara, mình trở lại cái phòng family room, thì cùng chúc Trương và Thông Trần đi cái hướng này để lên cái cầu thang quý vị nha, để mình tìm hiểu những cái phòng ngủ ở trên lầu. Nhà này có 5 phòng ngủ, 3 phòng rưỡi tắm, nhưng không có phòng ngủ ở dưới lầu thôi nha. Bây giờ cùng chúc Trương và Thông Trần bước lên. Ở đây thì chúc Trương thấy cái cầu thang đó thì ở bằng gỗ nha, gỗ nhưng mà cũng hơi xoay tròn một tí, nó cũng kiểu cọ, nó không có quá cao đâu quý vị ha. Nó không có chiếm chỗ cái như căn nhà này, nó là họ làm cái cầu thang, chúc Trương thấy rất là hợp lý nha, nó tinh tế, nó không có bị chiếm chỗ trong căn nhà, mặc dầu nó nằm giữa của căn nhà ha. Thì họ đã lót gỗ màu đen, họ viền trắng luôn để cho nó sáng lên cái cầu thang này, để mình đi cái staircase này từng bước này, thấy không? Để mình đi nó không có có mà cảm giác là mình không thấy rõ đó. Nếu như mà đen hết thì cũng khó lắm quý vị ha. Cho thêm chút trắng vô viền lên nha. Họ có đèn nè, đó họ có đèn rất là đẹp. Mình thích là mình mua những cái kiểu đèn khác cầu kỳ hơn. Nếu như đơn giản, mình thích đơn giản thì tối giản là như thế này. Chúc Trương vừa bước lên tầng trên của căn nhà, thì đầu tiên vừa bước lên cái cầu thang thì Chúc Trương thấy bên tay phải có một cái phòng nè quý vị. Chúc Trương muốn đi theo order nha, để quý vị mường tượng được cái layout của căn nhà như thế nào. Đây là một cái phòng vừa vặn, xinh xinh, nhỏ gọn xinh xinh ha. Có cái tủ đồ, cái tủ này thì nó cũng sâu lắm quý vị ha. Thích hợp cho cái diện tích của căn nhà. Cửa sổ sáng sủa nè, nằm mang thôi. Cái phòng này cửa sổ nhìn ra phía sân sau nha, nó gọn gàng thì nó cũng là symbol vậy thôi, không có gì đặc sắc quá trong cái căn phòng này. Bây giờ cùng chúc Trương rời cái căn phòng đầu tiên ở trên lầu, đi theo cái phòng kế tiếp, nó sát vách nhau nha quý vị, đi theo thứ tự. Đây căn phòng thứ hai ha, cái diện tích nó cũng không có chênh lệch nhau quá là bao nhiêu đâu, nó cũng y như nhau vậy thôi. Cũng có trong mấy cái phòng ngủ thì chúc Trương thấy không có reset light, chỉ có một cái đèn ngủ ở phía trên thôi nha quý vị ha. Nhưng mà nó cũng cái ánh sáng nó cũng vừa đủ cho cái căn phòng này, tại căn phòng này không quá lớn, nó gọn xinh vậy thôi. Rồi cũng có tủ đồ ở đây nè, đó tủ đồ ở đây gọn gàng. Cả hai phòng này cửa sổ đều nhìn ra phía sân sau. Đó, cánh cửa ở đây thấy không? Đó, cửa phòng. Bây giờ cùng chúc Trương đi tiếp nha. Rồi từ cái đó đi qua đây thì chúc Trương thấy cái heater ở đây nè, cái heater cái nó nằm ở trên đây ha, ở trên đây. À, quý vị thấy đi ngang qua thêm cái cầu thang, cái staircase nè. Thấy cái đèn đó quý vị, nó đổ xuống, nó treo xuống vậy rất là đẹp đúng không? Nếu quý vị như chúc Trương nói hồi nãy đó,
cái này mà bỏ cái kiểu cọ vô một chút thì nó sẽ đẹp hơn nữa đúng không? Nếu tùy mình thích, nếu mình thích giản dị thì cái này là quá perfect rồi nha. Đây, bây giờ cái phòng thứ ba nè, đây. Cái phòng thứ ba là cái phòng này đây. Thì cái phòng thứ ba này đó, cái cửa sổ có nghĩa là nó quay lên phía sân trước, phía trước của căn nhà đó quý vị nha. Ở đây nè, ngay cái phía trước của căn nhà, nhìn qua neighbor hàng xóm nè, nhìn xuống cái vàng sân trước của mình có vài cái dừa kiển thôi, đơn giản thôi ha. Đó, những cái phòng này nó nhỏ nhỏ đây đó, những cái cánh cửa này là cái tủ đồ ha. Giờ cùng chú Trương đi phòng kế tiếp đi quý vị. Và bây giờ kế bên cái phòng ngủ thứ ba đó là một cái full bathroom này quý vị. Một cái full bathroom đây. Thì trong cái full bathroom này có double sink nha quý vị ha. Có double sink. Họ làm cái mặt đá giống như mặt đá ở dưới bếp á. Cũng cái sink cũng là bằng sành. Sứ đó quý vị ha. Tủ thì cũng màu trắng nè. Quý vị thấy không? Tủ màu trắng đây. Và sơn màu trắng như black and white đúng không? Cái căn phòng này, căn nhà này họ dùng cái màu chủ đạo là black and white hết. Rồi cái bồn tắm thì nó thấp lắm, cái này cũng thích hợp cho những bác lớn tuổi bước ra bước vô cũng dễ nè quý vị. Nếu như mình không có cái shower mà mình thích cái bồn tắm thì bước ra bước vô rất là thấp. Cái gạch này đặc biệt cái gạch này dễ lên nắp nè, cái màu xám xám nhẹ nhẹ thôi nhá, màu xám nhẹ. Cái phòng tắm này có cái máy hút này quý vị thấy không? Hút hút hơi lên, tại cái phòng tắm nó không có cái cửa sổ nhưng mà nó có máy hút rồi hút nó lên nha. Cái hơi với cái hơi ẩm nước á, nó chứ không phải mốt nhà mình cái trần nó móc lên á, nó ẩm nước á. Giờ rời cái phòng tắm cho ba cái phòng ngủ kia á, bây giờ mình đi tiếp cái phòng kế tiếp nè quý vị. Đây, đi ngõ cái phòng này trước đi, phòng đó nó sâu vô thì bây giờ chúc chung cho quý vị đi vô cái phòng này trước. Ở đây là một cái master nè quý vị nhá. Cái master rất là rộng rãi luôn. Ngay cái đây. Thì cái phòng này ở nằm phía dưới sân sau nè quý vị. Cái hướng mặt nó ra phía sân sau. Một cái phòng rất là lớn để nguyên một cái king size, hai cái nightstand, bộ thêm cái hai cái bộ ghế sofa đây mà vẫn rộng rãi, ngồi đọc sách ở đây nè quý vị thấy không? Ngồi ở ngoài kia, ở ngoài trời ở ngoài nhìn ngoài trời đúng không? Quý vị ngồi đọc sách hay hoặc là uống trà gì đó buổi sáng hay hoặc buổi tối trời nóng mở cửa sổ ra ngồi đây rất là mát luôn nha. Thưởng thức bánh trái nhẹ nhẹ thôi đúng không? Ở khoảng không gian này nè còn rất là rộng luôn. Nếu quý vị muốn để một cái bàn học hay cái bàn trang điểm này còn dư chỗ. Nhiều người quý vị thì thích để tivi trong phòng ngủ ha, nhưng chú Trương thì lại kỹ nhất không thích để tivi trong phòng ngủ, rất là ồn ào. Để là người có người coi, có để là có coi, thành ra là ngủ không được. Thì bây giờ ngay chỗ này vẫn còn khá rộng, thì đây là một cái walking closet của cái master bathroom, master bedroom, master đầu tiên đó quý vị. Một cái walking closet đây. Nói chung ở cái cửa này ra thêm kệ tủ nè, thấy không? Đó, nó cũng vừa vặn đó quý vị ha. Cho dưới cái master của cái phòng ngủ này khá rộng rãi, cái diện tích ở ngoài phòng ngủ rộng lắm. Ở bên đây là một cái full bathroom này, đó, master bath đó quý vị. Ở trong đây họ cũng có double sink. Trong đây họ cũng có double sink ha. Với cái bồn tắm, không phải cái bồn mà gọi là cái phòng tắm đứng á, cái shower đó quý vị, nhưng mà họ làm cái hình vuông, cái dạng vuông vức này, thấy không, vuông vức. Cái toilet thì nằm ngay đây, đó, có máy hút, cái đây thì có cái cửa sổ nè, cái này mở cửa ra nè, đó, mở cửa ra vậy thôi nha quý vị nha. Cái đó là mình rời khỏi cái phòng master bathroom thứ nhất đó quý vị nha. Thì bây giờ mình đi cái phòng kế tiếp này, chút thấy sâu hơn vô trong có thêm một cái phòng khác. Chúc
trên đường đi tới cái phòng cuối cùng thì họ có build thêm những cái cabinet rất là nhiều. Mình trang trí ở đây là nguyên một cái dàn sách đi ha, hay hoặc bông hoa kiểu cọ gì đó, những cái collection để ở đây cũng đẹp. Nhưng mà dàn sách mình làm giống như một cái library cũng được, thấy không? Tùy mình ở dưới đây mình đựng khăn ký theo những cái đồ dùng gì mình cần á, mình đựng vô. Ừ nè, đi tới đây là một cái phòng cuối cùng của ở trên lầu. Đây cửa sổ quá trời luôn, 2-3 cái cửa sổ đúng không? Đây cái phòng này thì nó ở phía trên cái garage đó quý vị. Cái phòng này là ngay phía cái diện tích của cái garage đó, nó rộng ha, có cũng chẳng khác gì cái second master, coi như cái nhà này có hai cái master ở trên lầu luôn nha. Ở đây nó rộng dễ sợ luôn, thấy không? Vậy thấy người ta cũng kê cái king size ở đây đó. Ở trong đây thì vừa là walking closet, vừa là cái full bathroom. Ở trong đây cũng có double sink nè quý vị nha, cũng có double sink, cũng có double sink ở trong đây, thấy không? Cái đây cũng là cái phòng tắm đứng, thấy không? Nguyên cái shower rất là rộng, rất là rộng. Cái toilet nằm kế bên, nó có cửa sổ. Rồi từ cái ở bên đây, từ ở bên cái sink này á, thì mình đi vô cái walk-in closet ở trong đây. Nè, cái này quý vị thấy không? Họ có làm kệ sẵn rồi, một số kệ rồi tủ. Nếu mình làm muốn làm thêm thì mình làm thêm cái dãy bên đây cũng được nha quý vị ha. Đó, coi như có hai cái master là quá lý tưởng rồi. Một căn nhà mình được hai cái master. Nó chỉ có cái nó không có một phòng ở dưới lầu thôi. Đó là tất cả những cái phòng ở trên lầu mà Trúc Trương và Tông Trần muốn gửi đến quý vị. Thì bây giờ giống như cái căn này như Trúc Trương nói, nó là cái hướng ra phía trước nhà đó. Thì nó là trên phía cái phòng này, nó phía nằm trên cái garage đó. Làm cửa sổ lại là quá perfect luôn, quá tuyệt vời ha. Giờ cùng Trúc Trương và Thông Trần đi xuống bên dưới sân sau đi nha. Xuống sân sau cùng Trúc Trương và Thông Trần để coi cái lot size 6.000 ở phía dưới sân sau có gì đặc biệt nha. Trúc Trương và Thông Trần vừa bước xuống lại cái phòng family room, thật ra là nó có bên cái trần mà cái phòng ăn mình đi ra cũng được quý vị ha, hay đi ngõ này. Thì nhưng mà Trúc Trương đặc biệt muốn đứng ở đây là tại cái cánh cửa này nó to quá quý vị, chưa thấy cái sliding door nào mà nó rộng như vậy, đúng không? Để mình đi ra sân sau nè, à, đi ra đây cho rộng rãi ha. Đó, cái cánh cửa rất là rộng, quá trời luôn. Đó, bước ra ngoài nè quý vị. Họ đã tráng xi măng hết rồi quý vị. Nếu như căn nhà này mình làm thêm một cái patio ngay chỗ này ha, hay hoặc ngay chỗ cái phòng ăn cũng được, đúng không? Qua chỗ này hay phòng ăn hay làm hết luôn cũng được nữa quý vị, tại tráng cần ri hết rồi, sạch sẽ. Nói chung là cái khu vườn đằng sau cái bát do này không thấy cũng không làm gì hết trơn quý vị. Nó có block wall nhưng mà họ đã trồng cây, nó bám theo cái tường đó. Thì cái này có thể là sometime mình phải cần trim cây thôi, đúng không? Phải trim cây thôi, chứ xung quanh cây cối chỉ là vài cây dừa rồi bãi cỏ, chứ không có gì mà khó thách khe hết trơn á, đúng không? Nguyên ở đây nè, nó cái sân rất là rộng. Rồi cái bên hông đây họ cũng đã tráng xi măng rồi. Bên hông đây nè quý vị thấy không? Họ tráng xi măng rồi, sạch sẽ hết rồi, đúng không? Ở phía ngoài mình nhìn lên cái trần cái nhà đó, nó hai ceiling nó cao lắm đúng không? Cao ở ngoài người ta cũng sơn phết hết rồi nè, thấy không? Sơn trong ngoài hết luôn. Rồi ở bên đây cũng vậy. Bên đây Trúc Trương thấy họ cũng đã tráng cần ri hết rồi nè. Đây. Cái máy lạnh đó quý vị thấy không? Máy lạnh của căn nhà ở đây. Cái chỗ này nãy Trúc Trương nói nếu mở cửa ra chạy cái AV vô đây được, họ tráng xi măng sẵn rồi đúng không? Mở cửa ăn rào.
nên chỗ đẩy thùng rác đi ra ngoài. Nói chung cái nhà này Trúc Trương thấy cái nhà nó đã 2.900 square feet, cái lot size có 6.000 mà nó cái đất nó vẫn còn rộng, hai bên rộng, phía dưới đây nó còn sử dụng rất là nhiều. Nếu như mình muốn làm cái play do cho mấy bé nhỏ nó chơi đó quý vị, rất là rộng, còn chỗ luôn, làm một bên trường, một bên sân vườn, hay hoặc trồng cây ăn trái ven những cái chỗ này nè, đúng không, bãi cỏ mình thích cho nó mát mẻ thì trồng cây ăn trái xung quanh ở đây, còn không thích thì trồng hoa thôi đó. Khu vườn nó rất là dễ thích khe, tùy mình muốn sử dụng nó theo một cái cách nào, đúng không? Chỉ cần làm cái patio là có tiệc rồi, có tiệc lớn nha, đi ra đây cứ barbecue với tiệc suốt, đúng không? Những cái căn nhà như vậy là quá dễ có tiệc, nhà trong thì quá đẹp nè, phải mời khách tới chứ, khoe cái nhà mình chứ, đúng không? Đó là tất cả những gì mà Trúc Trương và Thông Trần muốn gửi đến quý vị, một cái new listing tại thành phố Westminster với giá bán là 1.680.000. Nhà rộng khoảng 2.900 square feet, cái lot size khoảng 6.000 square feet quý vị, xây năm 1969. Nhà có 5 phòng ngủ, 3 phòng rưỡi tắm, nhà 2 tầng đã hoàn toàn upgrade, mới đẹp, dọn vô ở ngay cái khu yên tĩnh lắm, đúng không? Cách khu Lý Đô Sài Gòn chỉ có 10 phút lấy xe thôi quý vị. Ngay góc Golden West với lại đường McFadden nha quý vị, giáp với thành phố Huntington Beach. Thì cái căn này quý vị thấy Trúc Trương và Thông Trần đã quay rồi, không còn cần, mình không cần làm gì, mình dọn vô mình ở thôi. Mình về mình sắm furniture, làm màn ha, rồi nhớ là xách đồ đạc theo vô ở thôi quý vị. Cứ liên lạc với Trúc Trương và Thông Trần để đi xem căn nhà này cũng như những cái căn nhà khác ở thành phố khác. Vì Trúc Trương và Thông Trần là Real Estate Brokers làm việc 6 quận của miền Nam California. Đó là Orange County, Los Angeles, Riverside, San Bernardino, Ventura và ở San Diego nữa quý vị. Cứ liên lạc với chúng tôi 24/24, 7 ngày một tuần. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ cho quý vị. Và đặc biệt là list nhà với lệ phí rất là phải chăng, và định giá nhà miễn phí nữa quý vị nha. Quý vị chỉ có thể là gọi một người thôi, nhưng mà cả hai Real Estate Broker này giúp đỡ quý vị làm việc double cho quý vị nha. Cứ nhớ là chúng tôi lúc nào cũng hai người làm việc rất là nhanh nhẹn cho quý vị, mang kết quả tốt nha. Ngoài ra thì Trúc Trương và Thông Trần có kênh YouTube Tâm Sự Địa Ốc này, giúp quý vị lần đầu tiên mua nhà, giúp quý vị có tìm những cái loan tốt để quý vị có thể mua được căn nhà mơ ước. Và chúng tôi hàng tuần đều gửi những cái listing mới hàng tuần cho quý vị, để quý vị chuẩn bị cho cuối tuần đi xem open house hay hoặc lấy hẹn đi xem. Ngoài ra thì có những cái buổi đi show nhà hay hoặc những cái buổi open house, Trúc Trương và Thông Trần đều post trong cái kênh YouTube Tâm Sự Địa Ốc này. Cứ liên lạc với chúng tôi 714-717-3691 nha quý vị, hay hoặc kênh YouTube Tâm Sự Địa Ốc này. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và nhiều may mắn.